Hôm nay mình chia sẻ làm một miếng thịt bò steak ngon, thiệt là ngon, ngon như nhà hàng hoặc có thể hơn nhà hàng chứ không thua nhà hàng nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cục thịt bò. Giờ bây giờ mình sẽ cắt nhỏ, cắt mỏng cái miếng thịt này ra, mình cổ chẳng. Là xương, xương nhìn tươi. Mỏng thôi, dày quá nó chín ở ngoài mà không chín ở trong. Đỏ tươi một miếng. Đây là cách hướng dẫn ốp và nướng luôn nha. Hai miếng ốp và nướng ngon hơn nhà hàng luôn nha. Khi mình ăn hết cái mình bỏ trong, mình ốp xong bỏ trong tủ đá, khi nào mà muốn ăn lấy ra nướng là ăn. Okay. Và bây giờ cắt ớt là tỏi, tỏi mà nó có gia vị ở trong đó giống như muối bột ngọt nữa có sẵn hết rồi, mình rưới đều cho nó. Dạ bột, bột cái này là cái này cho gà tây nha, nhưng mình ốp chút xíu cũng rất là ngon, chút xíu cho nó thơm. Một cái thứ ốp gà tây, nhưng mà mình ốp này ngon lắm. Cho gà tây, cái này cho thịt, nhưng mà chút xíu cũng ngon lắm. Cái thứ một chút thì tự mình nghiên cứu và sáng chế ra những gia vị ở này của nước Mỹ, ở những cái chợ lớn nó bán, mua một cái thứ nó rất là mắc, nhưng mình dùng cho quanh năm suốt tháng, nướng những cái thịt gà, thịt heo, cá, cái gì cũng ngon hết. Nhớ rắc cho đều à. Ok. Rồi bắt đầu cái tiếp theo. Cái này là nướng cho steak. Cái gì em viết xuống mua ở trong mấy chợ Ráp, chợ Robinson rồi nó có đủ hết, nướng rất ngon. Cái anh chút khỏi bỏ muối, khỏi bỏ nước mắm nha, cái muối với nước mắm là xưa rồi, đó là của mấy người
Châu ta hay dùng chiên thịt bò, mà nơi này nó ngon hơn mấy cái đó, ngon hơn nhiều luôn. Đó, cái này thịt bò. Đây chút. Cái này là những cái tỏi cái gì nó xay ra, chi đồ xay ra. Bỏ vô tí xíu. Nó pha sẵn hết đây, chỉ rắc vô xíu thôi. Sắp cho đều. Ở đây là nướng gà, nướng gà nhưng mà nó rất rất là ngon luôn nha. Cho xíu vô, mỗi cái mùi nó khác nhau. Giờ gì chứ có nhiều quá nó mặn. Cách ốp nướng này là có 102 nha, mình tự sáng chế ra nó ngon hơn nhà hàng nữa. Đây chút, nhớ đừng có bỏ đường. Cái này cũng là cho thịt bò nhưng mà loại khác, cho nó vô một chút luôn, cái thử một miếng, thử một chút. Cái tiếp theo là cái cũng là cho thịt nhưng mà trong đây nó có muối, chất muối bột ngọt rồi có đầy đủ hết, mà cũng cho chút xíu thôi, một thứ chút xíu thôi. Cái này ốp cá, ốp đồ biển gì cũng được hết. Nó có những cái gia vị giống như những cái mấy loại rau mà họ cắt nhỏ ra những dĩa này, họ sấy khô hòa chung với lại muối, những cái muối bột ngọt rồi đó, mình lấy đó mình rắc lên. Xong kim này có cái ớt nhưng mà nó hết rồi, mình phải thêm mua còn chút xíu. Cho nó vô luôn. Để ớt. Ớt thôi, ớt cho nó thơm thôi. Một xíu thôi, cái này là organic. Orange bell. Chút xíu cho nó. Cái xong phim bắt đầu mình để khoảng 15 phút 20 phút bắt đầu mới nướng. Thêm chút xíu này đi, cái này nó có chất nhiều cái chất giống như là chi rồi ba cái đậu ba cái đồ, nó cũng hơi béo một chút, cho nó vô tí xíu. Nhớ đừng có bỏ muối, nước mắm nha, nó sẽ mặn, tại vì cái bên này nó có mặn, chắc mặn hết rồi nên không có, đừng có bỏ nhiều quá. Ok, xong phim. Quá là hấp dẫn luôn.
thì phải có hành tây và nấm. Thịt bò lúc nào cũng phải có hành tây nha. Nếu nấm nấm thì càng tốt, nếu mà không có không sao, nhưng mà nấm vô nó sẽ ngọt. Bỏ vô mình nướng hoặc chiên gì cũng ngon hết, nướng thì ngon hơn, thơm hơn. Thì đây đã xong một mặt rồi, rồi đầu mình chở mặt thứ hai. Một mặt rồi, đầu mặt thứ hai thì nấm để dưới. Ok, thêm 25 phút nữa. Bây giờ nhìn miếng thịt bò quá đã luôn. Xì. Còn sôi. Khúc mình cắt ra nha. Thì nấm nó còn nằm ở dưới. Những cái nấm này nó là chính. Còn một mặt này thì nó chưa có giống như hoàn hảo lắm, nhưng mình phải chở qua làm thêm một phát nữa cho nó vàng. Chút lấy cái nước này chế lên cái thịt nha, quá đã luôn. Thêm chút xíu nữa cho nó vàng thật luôn, đẹp luôn. Giờ bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt miếng thịt bò. Ăn sống sống được phải không? Em ăn thịt bò sống sống được phải không? Nó mới ngon. Nó mới phải vậy á. Thịt bò steak là phải vậy á. Ở trong nó phải sống sống, chứ là steak. Nhưng mà nó chín quá thì nó không phải là steak nữa, chứ là thịt khô. Nhìn quá hấp dẫn, rất tuyệt vời luôn nha, quá là hấp dẫn luôn. Này uống với rượu đỏ thì rất là ngon nha, còn với rau ha. Thử một miếng nè. Wow, ừ,
đều đều ngon, gấp cho em ăn. Ngon cái này. Hết good. Yummy yummy. Ngon y chang nhà hàng nha. Ngon không? Ok, rất cảm ơn các chị em đã theo dõi và chúc một mùa Giáng sinh thật là vui tươi, đầm ấm bên mấy gia đình nha.